Xin chào các em học sinh. Ở tiết học toán hôm nay, chúng ta sẽ học bài bảng các số từ 1 đến 100. Để bắt đầu vào bài học hôm nay, chúng ta sẽ vào bài tập số 1. Bài tập 1 mình sẽ điền số còn thiếu vào chỗ trống. Số liền sau của 97 là số liền sau của số 97 là số 98. Tiếp theo câu thứ 2, số liền sau của 98 là số liền sau của 98 sẽ là 99, đúng rồi. Câu tiếp theo, số liền sau của 99 là, thì mình đếm 99. Rồi cô sẽ giới thiệu cho các em là số liền sau của 99 tiếp theo sẽ là số 100. Vậy thì số 100 có cấu tạo như thế nào nhỉ? Cô ở đây cô có 9 bó trục và 9 que tính. Ta có 99 que tính. Cô có thêm một que tính màu đỏ, cô có 9 trục và 10 que tính. 10 que tính này cô sẽ bó lại thành một bó, thành một trục nữa. Thì cô sẽ có 10 trục. Đây 10 trục, cô gọi là 100. Cô đọc số vừa rồi, số 100 là 100. 100 được viết số 1 đứng phía trước đầu tiên. Sau đó sẽ đến số 0. Và tiếp theo sẽ là đến số 0 nữa. Vậy thì ở hôm nay cô giới thiệu chúng ta một con số có 3 chữ số là số 100. Các em qua bài tập số 2. Bài tập 2, viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100. Ở đây cô có một bảng số từ 1 đến 100 và còn thiếu rất là nhiều ô trống. Bây giờ các em sẽ đếm, sau đó mình sẽ điền các số còn thiếu vào. Cô cho các em thời gian 1 phút để làm lại. Rồi, đã hết thời gian rồi. Bây giờ cô và các em cùng nhau nhìn vào màn hình để sửa bài nhé. Chúng ta đếm dãy số đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dãy số còn thiếu sẽ là 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vậy những số mà cô in màu đỏ có nghĩa là những số mà chúng ta phải điền vào. Các em xem lại một lần nữa xem mình đã điền đúng hay chưa và sửa bài rồi nhé. Chúng ta tiếp tục bước cho bài số 3. Bài tập 3. Trong bài tập này có 5 yêu cầu. Trong bảng các số từ 1 đến 100, yêu cầu thứ nhất, các số có một chữ số là. Yêu cầu thứ hai, các số tròn trục là. Yêu cầu thứ ba, số bé nhất có hai chữ số là. Yêu cầu thứ tư, số lớn nhất có hai chữ số là. Và yêu cầu cuối cùng, các số có hai chữ số giống nhau là. Thế bây giờ cô cùng các em sẽ làm từng yêu cầu một. Chúng ta nhìn vào bảng các số từ 1 đến 100 làm yêu cầu đầu tiên. À, các số có một chữ số là. Bây giờ mình nhìn vào bảng thì mình sẽ thấy các số có một chữ số là số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy chúng ta sẽ điền vào chỗ còn thiếu mà mới nãy yêu cầu đề bài hỏi. Các số có một chữ số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, các em đã hiểu chưa nào? Bây giờ mình tiếp theo sẽ qua đến yêu cầu thứ hai. B. Các số tròn trục là. Cô đã hướng dẫn với các em ở những bài tập trước, số tròn trục sẽ là các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vậy chúng ta sẽ điền vào chỗ còn trống là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Qua yêu cầu số 3, số bé nhất có hai chữ số là. Chúng ta sẽ quan sát bảng chữ số từ đầu cho đến cuối thì chúng ta sẽ thấy số đầu tiên có hai chữ số đó là số 10. Thì số đầu tiên đó cũng chính là số bé nhất, có hai chữ số chính là số 10. Yêu cầu thứ tư, số lớn nhất có hai chữ số là. Cũng như vậy thì mình sẽ nhìn số có hai chữ số cuối cùng là số 99. Vậy số lớn nhất có hai chữ số là số 99. Yêu cầu cuối cùng, các số có hai chữ số giống nhau là. Chúng ta sẽ quan sát các số có hai chữ số giống nhau là số 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 và 99. Ta điền vào chỗ trống còn thiếu những con số ấy. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Cô và các em vừa hoàn thành xong bài tập này. Đây cũng là bài tập cuối cùng của bài giảng hôm nay. Các em về nhà hoàn thành bài vào sách giáo khoa để củng cố lại kiến thức ngày hôm nay nhé. Cô chào các em, chúc các em có nhiều sức khỏe và học tập tốt. Hẹn gặp lại các em.